Đây là một buổi huấn luyện thực hành trung đội tăng trong đội hình đại đội tăng phối thuộc cho trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự trong công sự. Đơn vị chúng tôi cũng như là cá nhân tôi quan tâm nhất đó là vấn đề làm sao là đảm bảo cái nâng cao cái trình độ hiếu nhất về hiệp đồng cho các thành viên trong kíp xe cũng như là các xe trong phân đội. Và chúng tôi cũng còn quan tâm nữa là vấn đề là hiệp đồng giữa xe tăng với lại cả phân đội bộ binh mà chúng tôi được phối thuộc. Để đạt được mục đích huấn luyện cho các trung đội trưởng tăng, trưởng xe và các thành viên trong kíp xe biết vận dụng thành thạo nguyên tắc lý luận vào các tình huống cơ bản trong chiến đấu tiến công địch phòng ngự. Đồng thời, rèn luyện tác phong khẩu lệnh chỉ huy của trung đội trưởng, trưởng xe và thành viên trong kíp xe, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa xe tăng với bộ binh v.v. Từ năm 2009 đến nay, chương trình huấn luyện mới được áp dụng gần và sát hơn với từng đối tượng huấn luyện. Bộ đội có thời gian thực hành và xoay vòng nhiều hơn, đồng thời thông qua hội thao hội thi rút kinh nghiệm huấn luyện hàng quý hàng năm ở các cấp của lữ đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho bộ đội. Từ thực tế huấn luyện và đặc điểm là đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, do đó quá trình huấn luyện lấy thực hành làm chính đã nâng cao được năng lực sử dụng, khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật được trang bị cho các thành viên trong kíp xe. Là nâng cao cái chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ. Mà ở đây đi sâu vào công tác tham mưu tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện và công tác tổ chức phương pháp huấn luyện. Cái nội dung thứ hai đột phá nữa là hướng dẫn và huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị chúng tôi. Có sử dụng thành thạo thì mới xác định được quyết tâm chiến đấu tốt. Cái thứ ba mà tập trung đó là cái tổ chức huấn luyện chiến thuật phải sát với thực tế chiến đấu, huấn luyện dã ngoại là chính và huấn luyện đêm, và chúng tôi tổ chức diễn tập tất cả các cái khoa mục để sát với thực tế chiến đấu. Công tác đảm bảo kỹ thuật ở lữ đoàn 201 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện. Bởi vậy, trong những năm qua, lữ đoàn đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Trước hết chú trọng tới khâu huấn luyện chuyên môn để nâng cao trình độ quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật của bộ đội, tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo quản và sửa chữa, chủ động ngăn ngừa các hư hỏng phát sinh. Đã khôi phục đồng bộ cho xe huấn luyện và xe niêm cất, đạt 100% kế hoạch. Công tác khai thác, sử dụng, quản lý đi vào nền nếp hiệu quả, an toàn. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nhân rộng trong đơn vị. Hàng năm có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào sử dụng trong công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng xe máy, làm lợi cho ngân sách quốc phòng hàng tỷ đồng. Phát huy truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp anh hùng, trên thao trường bãi tập hôm nay, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 201 đang nỗ lực thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.